Từ siêu xin chào các bạn nha. Thì hôm nay chiếc này cũng xuống nề nè. Hồi qua thì khoan hai bộ lon bắt ở dưới lễ ký á, bữa nay xuống nề. Đây. Xuống từ từ. Bữa nay nước lớn rồi các bạn. Đang kiểm tra cái phần lái chạy để coi có sạch đáng không, không được thì kéo lên lại làm nữa. Rồi các bạn ơi, thì hiện giờ tình hình cái ghe này lắp keo xong mà nó còn chảy nước á. Bây giờ theo ý kiến của chủ thì nên kéo lên lại, rồi ghe đang kéo ngược lên nha các bạn. Rồi các bạn thấy đó. Thôi các bạn biết đó, thì hiện giờ chiếc ghe nãy chảy thì bây giờ phải kéo lên lại làm lại từ đầu nè. Coi nó chảy khúc này các bạn. Rồi nói chung thì khúc này nè, nứt rồi nè. Mọi thứ cũng không suôn sẻ như mình nghĩ. Rồi thì chuẩn bị kê ghe lại, làm lại nha các bạn. Rồi cho nên lấy xe ra để mà kéo cái chiếc ghe ở dưới lên. Chiếc ghe đang ở dưới nước chuẩn bị kéo lên nè. Khó khăn lắm các bạn.